Xin chào, hiện nay tình hình giữa Đài Loan và Trung Quốc gần như đã căng như ngàn cân treo trên sợi tóc, có thể đứt bất cứ lúc nào. Thế nhưng các bạn có biết, ngay trước khi cuộc chiến tranh thật sự có thể xảy ra thì Trung Quốc đã khơi mào một cuộc chiến tranh cát với Đài Loan. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc chiến rất kỳ lạ này. Vào cuối tháng 4, Cục Cảnh sát Biển Đài Loan đã nhận được một tuần phòng hạm mới đặt tên là Tân Trúc. Với trọng lượng 4.000 tấn, nó được xem là con quái vật khổng lồ và ngay lập tức được biên chế vào đội tàu Bắc Thái Bình Dương của Đài Loan để bảo vệ một trong những tài nguyên quý giá nhất của hòn đảo, đó là cát. Trung Quốc đang tăng cường nạo vét cát ở vùng biển quanh quần đảo. Đó là một hoạt động tinh vi nhằm khai thác nguồn cát mà Bắc Kinh đang rất cần, đồng thời lại khiến Đài Loan phải gánh chịu những chi phí lớn và suy thoái biển. Tân Trúc là tuần phòng hạm được trang bị 3 vòi rồng áp suất cao, có thể bắn vào các mục tiêu cách xa tới 120m. Vào khoảng thời gian tàu Tân Trúc cập cảng, thì Cục Cảnh sát Biển Đài Loan cũng đã nhận được chiếc thứ tư và thứ năm trong tổng số 12 tàu tuần tra xa bờ trong kế hoạch của họ. Chỉ riêng các tuần phòng hạm đã tiêu tốn của Đài Loan gần 400 triệu USD hay 9.000 tỷ tiền Việt. Cục Cảnh sát Biển Đài Loan cần thêm tàu mới vì trong những năm gần đây, quần đảo Mã Tổ, vùng lãnh thổ Đài Loan gần với bờ biển Trung Quốc đã thường xuyên phải đón khách không mời. Nhóm khách này chính là các tàu chở theo máy xúc với thủy thủ đoàn đi vào tận vùng biển ngoài khơi quần đảo, nghĩa là lãnh hải của Đài Loan để lấy trộm cát. Vào năm 2020, Đài Loan đã trục xuất tới gần 4.000 tàu hút cát và tàu vận chuyển cát của Trung Quốc ra khỏi vùng biển của mình, tăng vọt 560% so với năm 2019. Theo ông Susumu Takai, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược An ninh Nhật Bản cho biết, Trung Quốc đang thiếu một lượng lớn cát để xây dựng các tòa nhà chọc trời ở nhiều thành phố. Kết quả là Trung Quốc đang nạo vét một lượng lớn cát biển trên các đảo Đài Loan nằm dọc theo bờ biển Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc tuyên bố rằng Đài Loan là một phần của nước mình, họ tin rằng họ chỉ nạo vét cát biển gần bờ biển của chính họ mà thôi. Đài Loan chẳng thể làm được gì ngoài việc cử tàu tuần duyên đuổi các tàu hút cát đi. Nhưng lúc đó thì những tàu này cũng đã lấy được một lượng lớn cát ra khỏi đáy biển Đài Loan. Theo ông Van der Velpen, nhân viên phân tích dữ liệu về ngành công nghiệp cát tại cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên toàn cầu, thì sau nước, cát là nguồn tài nguyên được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới. Mỗi năm, thế giới đã xây dựng một bức tường cát cao tới 27m và rộng 27m trải dài theo toàn bộ đường sinh đạo. Khối lượng đó tương đương với 50 tỷ tấn cát mỗi năm. Phần lớn cát đang được sử dụng bởi Trung Quốc, quốc gia mà tốc độ phát triển nhanh chóng của nó để trở thành một nền kinh tế công nghiệp hóa lớn được hỗ trợ bởi cát. Theo dữ liệu từ mạng lưới thông tin tổng hợp toàn cầu, gần 40% tổng lượng cát được sử dụng chỉ bởi một mình Trung Quốc. Cát cũng được sử dụng trong bê tông, thủy tinh và nhựa đường và ngày càng được sử dụng phổ biến trong lấn biển, một trong những việc quan trọng để mở rộng cơ sở hạ tầng của Hồng Kông và các thành phố khác. Cát sa mạc không phù hợp cho các mục đích này vì nó quá mịn và không kết dính. Thay vào đó, xây dựng cần cát từ sông, bờ biển và mỏ đá. Ông Vander cũng chỉ ra rằng trong 4 năm qua, người Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều cát và sỏi hơn người Mỹ trong cả một thế kỷ. Sự bùng nổ cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong vòng 30 năm đã cần tới hàng tỷ tấn cát, trong khi sản lượng xi măng toàn cầu cũng đã tăng từ 1,39 tỷ tấn năm 1995 lên 4,4 tỷ tấn vào năm 2021. Và nguyên nhân chủ yếu đến từ các đường cao tốc, sân bay và siêu đô thị mới của Trung Quốc. Tất nhiên, Bắc Kinh không lấy phần lớn cát từ Đài Loan. Họ nạo vét rất nhiều tại quê nhà, Hồ Ba Dương của nước này là mỏ cát lớn nhất thế giới. Và họ cũng nhập khẩu lượng cát trị giá hàng trăm triệu đô la từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của Trung Quốc, quấy rối Đài Loan để lấy cát là một chiến thắng kép. Họ vừa lấy đi một nguồn tài nguyên cần thiết, vừa tạo thêm gánh nặng cho Đài Bắc, buộc Đài Loan phải chuyển hướng các nguồn lực tài chính và quân sự quan trọng cho lực lượng bảo vệ bờ biển của mình. Thực tế, hành động hút trộm cát của Trung Quốc đối với Đài Loan là một ví dụ điển hình cho chiến tranh vùng xám, không mang tính chất quân sự và không đủ quy mô để kích động phản ứng quân sự của một quốc gia khi bị nhắm mục tiêu nhưng vẫn rất lợi hại.
Trung Quốc đã tự làm hại cho môi trường của mình bằng việc khai thác cát. Ngay từ năm 2008, những lo ngại như vậy đã khiến chính quyền Trung Quốc nỗ lực cấm khai thác cát ở Hồ Bà Dương. Lệnh cấm không có mấy hiệu quả và Hồ Bà Dương quan trọng đã bị tàn phá về mặt sinh thái. Các nhà khoa học Trung Quốc đã cảnh báo rằng bản thân sông Dương Tử cũng đang gặp nguy hiểm do khai thác cát. Quần đảo Mã Tổ đặc biệt dễ bị tổn thương, nhưng hòn đảo này không có bờ cát, tài nguyên sinh vật thì đang cạn kiệt dần và ngư dân thì như đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn. Làm tổn hại đến môi trường biển của nước khác được cho là đặc sản của Trung Quốc. Đội tàu đánh cá xa bờ của nước này được chính phủ trợ cấp đi vòng quanh thế giới, neo đậu ở vùng biển của các nước khác và đánh bắt cá quá mức, không chỉ làm cạn kiệt nguồn cá mà còn gây suy thoái môi trường biển. Tổ chức Công lý Môi trường lưu ý trong một báo cáo mới rằng kéo lưới giả đáy là một phương thức đánh bắt phổ biến mà các tàu cá Trung Quốc đang sử dụng, có những tác động sinh thái nghiêm trọng, bao gồm việc phá hủy môi trường sống, hệ sinh thái dưới đáy biển và tăng phát thải carbon. Những nhà quan sát Đài Loan thường theo dõi các hoạt động của Trung Quốc để tìm dấu hiệu xâm phạm quân sự, nhưng họ cũng giám sát các tàu hút cát vì chúng đang gây hại theo cách riêng của mình. Đài Loan hy vọng rằng Tân Trúc và các tàu Tân Duyên mới sẽ khiến những kẻ hút trộm phải sợ hãi. Và đó chính là cuộc chiến cát. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.